Minh Dự và Huỳnh Quý xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Ngày hôm nay thì hai anh em tiếp tục làm việc tại nhà. Anh Quý ơi. Alo, anh nghe đây Dự ơi. Bữa giờ ở nhà thì anh chăm chỉ cố gắng tập thể dục để rèn luyện sức khỏe nè, đồng thời mình sẽ xem phim để mình giải trí trong những cái mùa giãn cách này. Và đặc biệt là mình luôn cố gắng mình trau dồi thêm, mình học hỏi thêm những kiến thức để bổ sung cho sau này có cơ hội trở lại làm việc thì mình sẽ áp dụng. Còn em làm cái gì trong những lúc giãn cách như vậy? Thì mấy ngày nay em ở nhà em đọc sách nè, em nấu ăn, em pha cà phê. Tại vì em đọc sách là không thể nào thiếu cà phê, em rất là thích. Em nghe nhạc, xem phim. Và đặc biệt là lúc này ở nhà 2-3 ngày gần đây thì tìm hiểu âm nhạc nữa. Tìm hiểu âm nhạc nữa. Trời ơi, dữ dằn vậy ta. Trước đó thì anh với em cũng làm việc chung tại sân khấu, thì anh cũng biết được em là một người rất là đam mê âm nhạc, đặc biệt là loại hình nghệ thuật cải lương, loại hình âm nhạc dân tộc, đúng không? Thì đúng rồi. Mà tìm hiểu âm nhạc kỹ vậy, bộ tính sau này ví dụ mà hết giãn cách rồi tính debut lại làm ca sĩ hay gì hả? Chuyển hướng hả? Không có, tất nhiên là mọi người diễn chung mà cũng biết là em rất là thích dân ca cải lương. Nhưng mà em tìm hiểu mấy ngày nay về nhạc cụ dân tộc. Tìm hiểu nhạc cụ dân tộc hả? Đúng rồi, em hỏi anh nè, Việt Nam mình có rất là nhiều nhạc cụ chơi rất là hay, âm thanh rất là đã tai luôn. Vậy trong các loại đàn mà anh biết á, anh có kể sơ cho em một vài loại được không? Trong các loại đàn của dân tộc Việt Nam ta thì có một loại đàn mà đặc biệt anh rất là thích, đó là đàn bầu. Nghe cái thấy buồn liền luôn á. Ủa sao buồn? Đàn bầu rất là buồn, cái tiếng rất là buồn. Mấy ngày hôm nay em cố tình em tìm loại nhạc cụ dân tộc này để em nghe. Hồi nào giờ em chưa nghe và hồi nào giờ em chưa có biết tới luôn. Đó là đàn 36 giây, một loại nhạc cụ dân tộc mình. Đàn 36 giây là đàn gì mà anh nghe lạ chứ vậy ta? Anh nghe lạ không? Rối không? Em có thể nói rõ hơn cho anh không? Bây giờ để tìm hiểu về loại đàn này thì em xin mời anh gặp một chuyên gia nhạc cụ dân tộc, nghệ sĩ ưu tú Tuyết Mai sẽ dạo thử một khúc cho anh nghe nha. Tuyết Mai rất là nhiều. Anh Quỳnh Quý ơi, đó nhân vật khách mời ngày hôm nay muốn anh gặp là cô Tuyết Mai. Xin chào em, xin chào tất cả quý vị khán giả. Dạ. Cảm ơn cô Tuyết Mai rất là nhiều khi mà cho con được thưởng thức những âm thanh rất là tuyệt vời này. Trước đây thì quý đã nghe cái cây đàn này chưa? Dạ, thưa cô Tuyết Mai, là đây cũng là lần đầu tiên mà em được lắng nghe những âm thanh này từ đàn 36 giây ạ. Trước tiên thì cô cũng muốn nói chắc là Dự thì có thể là biết rồi đấy. Nhưng mà với Quý thì cô cũng nói luôn là cây đàn này nó là cây đàn 36 giây. Nhưng chính tên của nó lúc đầu sang Việt Nam mình tên nó là Tam Thập Lục. Tam Thập Lục thì mọi người đều nghĩ rằng cây đàn này có xuất xứ từ Trung Quốc. Nhưng mà lại rất hay là
cây đàn này không phải có nguồn gốc từ Trung Quốc mà nó lại có nguồn gốc từ các nước châu Âu, mà dọc những cái đất nước nào dãy nằm dọc theo cái dãy núi Alps thì đều sử dụng cái loại đàn có hình thù như thế này. Thì thường như em đều nghe 36 giây, tức là mình đều nghĩ giống như cái đàn bầu, nó chỉ có 1 giây, thì đàn này có 36 giây, nhưng kỳ thực cái đàn này không phải là đàn, chỉ gọi là căn cứ cái tên gọi bằng cái 36 giây là nó chỉ có 36 giây, mà nó có rất nhiều giây. À, dạ cô Tuyết Mai ơi, lúc nãy cô có đàn một bài mà con đoán là bài Mấy Nhịp Cầu Tre phải không cô? Đúng rồi, bà nói rất chính xác luôn. Con rất là thích nghe thể loại nhạc dân ca và đặc biệt là cải lương. Với một vị trí là người truyền cảm hứng âm nhạc dân tộc đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, thì cô nghĩ sức ảnh hưởng của loại đàn này đối với âm nhạc như thế nào? Không riêng gì cây đàn tam phục lục, đất nước Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc cùng chung sống, và mỗi một dân tộc lại có một cái loại đặc nhạc cụ rất đặc biệt và làm nên những cái màu sắc truyền thống âm nhạc đặc biệt của Việt Nam. Thì cây đàn, những cây đàn âm nhạc dân tộc Việt Nam như lúc nãy cô có thấy quý là cây đàn bầu rất là buồn. Không phải đâu, cái đàn bầu không buồn. Chúng ta có, nó có âm thanh có thể là buồn da diết, nhưng khi chúng ta thổi hồn vào nó và những bản nhạc mà có những tiết tấu vui, tiết tấu nhanh, thì bản thân nó vẫn có thể mang những cái điều hứng khởi và những cái năng lượng tràn đầy, và những cái tâm nguyện khi chúng ta gửi gắm vào đó bằng những cái nhạc. Bây giờ các bạn còn thấy đấy, các bạn trẻ bạn còn sử dụng cái nhạc dân tộc này đánh những bản nhạc hiện đại bây giờ. Do vậy mà cô nghĩ rằng với cái sức hút của âm nhạc dân tộc Việt Nam thì sẽ mang lại cho các bạn nhiều cái nhìn nhận khác đi khi các bạn nghĩ về âm nhạc dân tộc Việt Nam. Em cũng có chơi qua guitar và cũng thấy là nó rất là phức tạp khi mà mình học hỏi về một nhạc cụ nào đó. Thì so với cây đàn tam thập lục này, thì với những cây đàn khác như là đàn bầu, đàn kìm hay đàn guitar, thì việc học nó có khó khăn không cô? Cái việc học đàn thì không phải riêng gì cái nhạc cụ dân tộc, mà tất cả chúng ta học cái đàn gì, nếu như em học đàn guitar đúng không, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải nắm được cái kỹ thuật cơ bản của nó, đúng không? Mình phải biết được cái cách chơi cơ bản nhất của nó. Dạ đúng ạ. Thế sau đó thì chúng ta tất nhiên rồi, không có làm một cái việc gì mà nếu không có sự say mê, mà không có sự kiên trì, thì cái điều dễ nó cũng sẽ trở thành khó. Do vậy điều quan trọng nhất mà cô nghĩ rằng là các em tìm hiểu đến đàn rồi, các em yêu thích đàn đấy rồi, nhưng các em hãy cho cái sự kiên trì tập luyện và thổi cái niềm đam mê của mình, say mê của mình vào đấy, thì chắc chắn là cái từ khó đó nó sẽ trở thành dễ mà thôi. Dạ, cho con hỏi hiện tại thì cô đang có những loại nhạc cụ dân tộc nào vậy cô? Nếu mà loại nhạc cụ dân tộc thì trong cái ngôi nhà âm nhạc Trúc Mai của cô đây thì cũng có được một số loại nhạc cụ, mặc dù là con số nó cũng là trên 50 và dưới 100. Thế nhưng mà với so với cái nền âm nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam thì vẫn là con số rất là ít ỏi. Và ngày xung quanh cô đây thì có được một số loại nhạc cụ trong ngày hôm nay. Nếu như các bạn muốn thì cô có thể giới thiệu qua với các bạn về những cái loại nhạc cụ đang có tại đây xung quanh cô. Dạ, cô giới thiệu cho tụi con biết đi cô. Dạ chưa. Dạ chưa. Chưa à? Chưa cô ơi. Ồ, cây đàn này tên gọi là clang đúc. Đâu đoán thử cho cô ơi, này phải là tiếng đàn tơ rưng không á cô? Ồ không, cây đàn tơ rưng hả? Nếu tơ rưng thì chốc nữa cô, để một chút xíu nữa cô sẽ giới thiệu về đàn tơ rưng. Còn cây đàn này là cây đàn clang đúc. Cây đàn clang đúc cũng là cùng một quê hương xứ sở với đàn tơ rưng, tức là nó cũng được xuất xứ từ cái vùng Tây Nguyên của chúng ta. Nhưng mà nó đặc biệt lắm. Cái đàn này mỗi lần nó đã đi theo cô đi biểu diễn suốt bao nhiêu năm, gần như là hơn 30 năm, gần 40 năm rồi. Và cái cây đàn này khi đi đến đâu cũng là một cái sự thán phục và một mang đến một sự kinh ngạc đối với tất cả các bạn bè Nam Châu trên thế giới. Tiếp theo thì đây,
Đố các bạn biết cây là nhạc cụ gì? Sông lan hả cô? Hả? Sông lan à? Đúng rồi. Dự nói rất đúng. Trong này có thể gọi là sông lan hay là ngoài Bắc gọi là sông loan thì đều là một loại nhạc cụ. Và nhạc cụ này thì thường là chúng ta, nhất là trong miền Nam mình, chúng ta thấy nó hầu như là xuất hiện trong cái nhạc tài tử của chúng ta. Nhưng ngoài ra trong các dàn nhạc dân tộc thì cái nhạc cụ này cũng giữ nhiều. Dạ, nhưng mà có một điều con thắc mắc là con từng tham gia những chương trình cải lương. Thì khi mà con tập với những thầy đờn á, thì những thầy lại gõ nhịp song la để con biết cái chữ điểm rơi cho đúng. Nhưng mà khi biểu diễn thật sự thì con thì không có nhịp của song la. Thì nó làm rất là hoang mang. Tại vì lúc mình tập thì có song lan mới biết cái điểm rơi của cái chữ đó trong câu đó để mình ngắt câu. Còn lên sân khấu diễn thật sự thì ngoài những loại đàn khác thì hoàn toàn không còn nhịp song lan nữa. Thì hầu như là nó tùy theo những cái hoàn cảnh. Nhưng mà thường trong chơi cái nhạc tài tử trước cái bởi vậy mình mới thấy được cái tầm quan trọng của cây song lan này. Thì cô Tiết Mai ơi, cô có thể nào chia sẻ cho em biết là ví dụ mà mình muốn tìm hiểu kỹ hơn những thông tin về nhạc cụ dân tộc thì ngoài cái việc tìm hiểu trên internet, trên Google thì mình có thể tìm hiểu trực tiếp ở một cái địa chỉ, một cái nơi chốn nào đó để mình có thể biết sâu hơn về những chuyên môn của nhạc cụ dân tộc được không ạ? Âm nhạc dân tộc hiện nay thì đã được rất nhiều nơi quan tâm. Ngoài cái sự quan tâm và của nhà nước, cơ quan chính quyền nhà nước cũng như là ngay bản thân mình là trong Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều cái chủ trương đã đưa âm nhạc dân tộc đến với các học đường và đến với các trường đại học. Thì theo cô, nếu như chúng ta mà các em mà muốn tìm hiểu thì chúng ta có thể đến tìm hiểu, ví dụ thứ nhất là lại tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, số 112 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận Nhất, rồi tại Nhà văn hóa thanh niên. Và các nhà văn hóa bây giờ cũng có đang phát triển về âm nhạc dân tộc để đưa âm nhạc dân tộc đến với các em học sinh. Còn nếu như các em mà muốn quan tâm một cách tìm hiểu về nguồn gốc, lịch sử cũng như là tên gọi, thì đối với cô trong tầm được khoảng 20 loại nhạc cụ dân tộc mà đang được phổ biến hiện nay chơi trong các dàn nhạc dân tộc mà nhiều khi chưa các em chưa có cái dịp được tiếp cận để chúng ta gọi chính xác tên, thì các em có thể đến tìm đến ngôi nhà âm nhạc Trúc Mai của cô. Bởi vì mỗi một năm thì cô đều có mở ra đến từ 2 đến 3 tháng để đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam này đến gần hơn với tất cả các đối tượng. Không phải chỉ không có giới hạn gì về tuổi tác cả, và cũng không có phân biệt gì nghề nghiệp cả, miễn là các em có niềm say mê. Đố các em biết nó là tiếng đàn gì? Anh quý kìa, đoán xem. Nghe âm thanh xong cái buồn liền luôn. Dạ em nghe, đàn kìm hả cô hay đàn bầu hả cô? Cái đàn bầu không cô? Em đàn bầu đúng không cô? Cây đàn. Đàn bầu đúng không cô? Đúng rồi, hai bạn đều trả lời chính xác cả. Rồi, từ lúc nãy thì các bạn đã nghe được một số cái loại nhạc cụ và cô đã cũng đã giới thiệu rồi. Và đến bây giờ thì cô lại muốn dành cho Quý và Dực một câu đố. Câu đố đó là gì? Đố các bạn biết cây đàn cô đang cầm trên tay đây tên là gì? Dạ em xin phép trả lời. Con thì con thấy cái hình dáng á, nó tròn nè. Và đó thì con đã từng nghe qua một cái tên nó phù hợp với hình dáng, không phải là không, có phải là nguyệt cầm không cô? Nó không phải đây là cây đàn đàn tứ, bởi vì nó chỉ có 4 dây. Đây mới là cây đàn nguyệt cầm, hay lại còn gọi là đàn nguyệt, hay ở trong miền Nam mình còn gọi là đàn kìm.
cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô Tuyết Mai nhiều lắm ạ. Quý vị ơi, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Và ngày hôm nay, Minh Dự, Huỳnh Úy cũng như là cô Tuyết Mai xin chúc cho mọi người nhiều sức khỏe. Và nhớ đón xem chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ, cô Tuyết Mai, Minh Dự và anh Huỳnh Úy xin chào và hẹn gặp lại.